chương trình hoàn toàn mới trên VTV7. Và kiến nghị của chúng ta nên ủng hộ cách nuôi dạy con của mẹ Hồ. Chính là cha mẹ tạo niềm tin rằng bất kỳ việc gì con đều có thể vượt qua. Khi mà cha mẹ rèn cho con bản lĩnh thép, có nghĩa là bản lĩnh vững vàng và kiên định trước mọi khó khăn trong cuộc đời. Những cái điều mà các bạn đang hướng tới chỉ là một tương lai tươi sáng cho con. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng tương lai đó chỉ là về vật chất. Cách dạy của mẹ Hồ chưa phù hợp với chúng ta. Cuộc thi tranh biện dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc. Sân chơi của trí tuệ, văn minh và bản lĩnh. Tôi không phủ nhận những cái phát triển của công nghệ thông tin vào thế kỷ 21. Nó là những điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra. Nhưng mà cái chúng ta có phải là cái mà chúng ta cần hay không? Đấy là rằng vệ sinh có phù hợp với học sinh hay không? Vệ sinh có cần thiết cho học sinh hay không? Và học sinh có thật sự cần vệ sinh hay không? Vệ sinh môi trường không chỉ dừng lại ở công việc dọn dẹp mà chúng ta đang nhắc đến. Tôi tin rằng vấn đề vệ sinh môi trường ở đây đã khoác khái quát lên một tầm cao mới. Như Bác Hồ đã từng nói, không chỉ học mà còn phải hành. Cơ hội trải nghiệm những trận thi đấu tranh biện chuyên nghiệp theo luật quốc tế. Nhà vô địch sẽ giành được suất tham dự giải tranh biện danh giá World School Debating Championship khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là một cái chương trình là hết sức là bổ ích, cởi mở, rất là phù hợp với thế hệ của học sinh ngày hôm nay. Thông qua cái việc tranh biện, các bạn đã tìm ra được một ý nghĩa rất lớn về cái sự khác biệt giữa tranh luận hay là đôi khi dẫn đến cãi nhau. Cho những đứa trẻ nói lên quan điểm của mình về giáo dục là một điều theo tôi là hoàn toàn cần thiết. Đúng có thực sự là hoàn toàn đúng hay là cái mặt mà bạn nghĩ là sai, tại sao nó lại sai? Hàng loạt những câu hỏi như vậy các bạn học sinh trung học phổ thông vẫn chưa biết tự đặt. Nhờ có tranh biện sẽ là một công cụ để thúc đẩy các bạn đặt ra những câu hỏi như vậy và tìm cách trả lời. Vâng, chiến thắng chung cuộc của chúng ta thuộc về đội trung học phổ thông. Trường tin, cuộc thi tranh biện dành cho học sinh trung học phổ thông phát sóng lúc 11 giờ Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 năm 2017, duy nhất trên VTV7.